cực kỳ là đẹp trời luôn. Mấy bạn có thể nhìn thấy bầu trời cực kỳ là trong xanh luôn đây. Bây giờ thì sáng nay mình sẽ đi chợ nha các bạn, và mình sẽ và theo yêu cầu của tất cả các bạn thì kêu mình là quay lại một ngày đi chợ thì chị Như đi, xem là chị Như sẽ mua những gì, và trong một buổi sáng khi đi chợ thì mình sẽ làm những gì nha các bạn. Và bây giờ thì mình đang đi vào chợ Thanh Trị, và hôm nay thì mình được mẹ dặn là mua rau, mua bún, mua giấm, mua bột ngọt, và mình cũng sẽ ăn sáng ở trong chợ luôn. Hôm nay mình sẽ tìm một cái quán ăn nào đó rất là khác với những video trước kia, thì mình sẽ quay cho các bạn xem là hoạt động của mình buổi sáng sẽ làm những gì nha. Nếu như các bạn thấy những cái vlog về đời sống của mình hay, thú vị, hấp dẫn thì các bạn có thể là để lại bình luận cho mình biết để mình sẽ làm nhiều video giống như là những hoạt động của mình và mình đi đâu, làm gì, ở đâu, mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì đi theo mình, let's go. Đây là chợ trái cây sầm uất nhất ở Mỹ Tho đây các bạn ơi. Và ở đây có rất là nhiều trái cây luôn nha. Đây là tới mùa bơ nè, sầu riêng nè, táo nè, xoài nè. Có rất là nhiều trái cây luôn. Mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng cảnh gọi là nhộn nhịp buổi sáng của chợ Mỹ Tho nha. Xoài quá trời xoài luôn nè. Thấy cái nào cũng thèm hết trơn. Mình nghĩ là mỗi ngày ăn một loại trái cây chắc sẽ ốm lắm luôn á ta. Ok, và bây giờ thì tới chợ anh chị rồi. Bây giờ mình sẽ vô gửi xe và sẽ đi mua đồ thôi các bạn ơi. Lít vô hôm nay chợ khá là đông luôn, bởi vì cho nên là có rất là nhiều xe nha các bạn ơi. Cửa hàng chuối bên này đóng cửa. Không khí chợ khá là nhộn nhịp luôn mấy bạn ơi. Mình đi chung với Như nè mấy bạn. Chút nữa Như nó sẽ quay cho mình nha, để mình kiếm cái chỗ mình mua cái gì trước cái đã. Ở đây không khí chợ bữa nay bán quá trời trái cây luôn. Bữa nay chợ đông và vui quá. Hay là mình đi ăn sáng trước đi rồi mình mua cái gì ta. Mình đi ăn sáng trước đi. Thôi mình đi ăn sáng trước đi. Ăn gì bây giờ ta? Sáng nay muốn ăn cái gì bây giờ? Chị nghe 15 ngàn nữa 6 ngàn. Wow. Sáng ở đây chợ bán đủ thứ luôn. Chị cũng có bán hết trơn. Đặc biệt bạn nhớ một chút xíu nhớ mua khóm nha. Tại mẹ mình mới thử chì môi á mấy bạn. Mới mua khóm cho mẹ mình. Bữa nay mình dẫn mẹ mình đi xăm chân mày, xăm môi, xăm mắt hết luôn nha các bạn. Còn cái thuốc mỡ là chưa làm thôi nha. Ok, thì mình sẽ vô bánh hỏi nuôi Hoành Thánh ở đây ăn nha. Ở đây có cái đồ có nước nè, sáng ăn có nước sẽ ngon hơn. Ăn ngồi chỗ nào ta? Đâu có trời luôn. Ấy là bạn nhất kia kìa. Phải không? Đúng rồi. Ok, bây giờ mình đã vô ăn hủ tiếu rồi nha. Nhưng mà mình ăn bánh canh Hoành Thánh nha. Mình ăn hủ tiếu nha bạn. Và sáng hôm nay Như sẽ quay cho mình đi chợ. Cho nên là các bạn đã yêu cầu là những nội dung của những kênh nó sẽ khác nhau. Cho nên là mình sẽ hạn chế quay Như nhiều hơn là trên kênh mình nha. Khi nào mà qua kênh Như thì sẽ gặp Như thôi các bạn ơi. Còn ở kênh mình thì nhiên là mình sẽ là chậm hơn. Và ở kênh Như các bạn đó là yêu cầu của các bạn, mình sẽ làm cho các bạn. Và nếu như một ngày nào đó các bạn muốn thì mình quay chung nữa, kênh thì mình sẽ quay chung với nhau thôi. Còn bây giờ thì đi ăn không các bạn ơi. Các bạn ơi, mình mới vừa gọi đây là một tô bánh canh Hoành Thánh. Thì tất nhiên là có rất là nhiều Hoành Thánh luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Còn này là hủ tiếu xương của Như nha mấy bạn. Đây là bánh canh, cái cọng bánh canh khá là to luôn nha. Ngon quá. Bây giờ mình với Như sẽ ăn đây. Đó là mình sẽ gắp vô một miếng ớt cho nó ngon nha mấy bạn. Đó. Xong rồi sẽ cho thêm một miếng chanh vô nữa. Mình thích ăn cái gì nó có chua chua, đừng quá ngọt nha, cũng đừng quá mặn luôn. Bây giờ sẽ trộn lên đây cho nó hòa quyện hương vị chung với nhau. Cảm ơn Như. Bây giờ thì chúng ta cùng ăn nha, mời mấy bạn nha. Bây giờ mình sẽ ăn ngay một cục Hoành Thánh nè. Như cũng thích ăn đó không cục. Bá cháy luôn á, ngon giống như chỗ mình hay ăn vậy á Như.
bình thường nha. Mình giống như hay ăn chỗ dưới tiệm đường kế bên chỗ tụi mình đi uống cà phê á mấy bạn, mà mình chỉ ăn Hoành Thánh không thôi, mình không có ăn bánh canh nha. Còn không là ăn bột sò, chứ mình ít ăn bánh canh với hủ tiếu á. Thịt không à, ngon rồi. Trời ơi, cái bà bán nước quá nhìn mình nó không bán luôn mấy bạn ơi. Tôi thấy mình ăn bán nước uống miếng luôn vậy. Bán đâu bán đi bà ơi. Bà chơi quần chen. Bây giờ tụi tôi sẽ quất xong cái tô này rồi tiếp tục đi chợ chung với tụi tôi nha các bạn yêu. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích những nội dung mới lạ ở trên kênh của mình. Và mình sẽ cố gắng thay đổi những nội dung hay ho hơn là ẩm thực. Vì làm ẩm thực thì nó thứ nhất là nó rất là kích thích vị giác. Mấy bạn coi, các bạn cũng thấy cái tiếng nước miếng của mình bắt đầu hàn đúng không? Làm ẩm thực lâu năm giống như bị bệnh nghề nghiệp vậy á. Bữa mình chở mẹ mình đi làm chân mày á mấy bạn. Cái mình thấy bé đó nó ăn bánh khoai tây mà mình cũng nuốt nước miếng. Nó kiểu như là mình quen ăn rồi đó mà. Nhưng mà mình nhịn thì nó không được. Nhưng mà mình phải tập cái tính nó từ từ nha. Ngon quá. Ăn nhớ. Bây giờ tụi mình sẽ ăn nha. Ok, tụi mình đã ăn xong hết rồi nha mấy bạn. Khá là no luôn, bây giờ đi không nổi luôn. Bây giờ mình sẽ suy nghĩ lời nãy mẹ dặn mua cái gì ta. Nói chung là mua đồ làm lép cho tiên đi mấy bạn ơi. Bây giờ thì let's go thôi Như ơi. No quá, mệt quá, sợ bung cái nút quần ghê. No quá, ok, let's go. Nam mẹ bạch cà nâu nắm tay dữ vậy, bán một ký bún đi. Chào, mình hay mua bún đây lắm nha mọi người. Đúng rồi đó. Anh nhớ bắt Quỳnh Như Vlog là sẽ thấy anh chở nó. Được lên YouTube. Đúng rồi. Đây lên bản hiệu cho tao biết. Ủa xe dì Tám, còn đây là... Đây là mẹ con của dì Tám. Đây là con của dì Tám nè, anh Bảy nha mọi người. Dì Tám là má nè. Rồi, cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ đi mua rau với lại mua bột ngọt với lại mua giấm cho má tôi. Chắc là ăn bánh chén cuốn thì sẽ ăn những loại rau này. Cho nên bây giờ mình sẽ lựa. Cái này là húng lỗi nè. Dạ. Cân giùm con nha. Rồi. Đây dì. Cảm ơn dì. Cái con bịch bột ngọt Asino lớn đi. Có bán giấm không cô? Giấm gạo, giấm tay, giờ giấm. Giấm nào mà để mình ăn tả bí lù ta? Giấm nùi vậy. Hả? Giấm nùi. Giấm nùi nó ngon. Vậy hả? Giấm tay nó chua dữ lắm. Vậy thôi lấy con cái giấm nùi đó đi. Với một cái bịch bột ngọt với cái bịch bánh chén. Thôi. Nửa đít giấm cho nhiêu? Dạ. Nhiêu tiền cô? 35 với 15 là 50, 50 với lại 7 là 57. 57 ngàn. Ồ, con đúng 57 ngàn luôn. Chết rồi, đạp bánh tráng với tiền đồng. Hả? Đạp bánh tráng với tiền đồng. Chết luôn. Đúng rồi. Này chứ trong bóp có tiền. Ok mấy bạn ơi, bây giờ tụi mình đã mua xong đồ đi chợ rồi. Mà chợt nhớ ra quên mua một thứ. À hai thứ luôn mấy bạn ơi. Đó chính là đi mua thuốc cho mẹ mình. Với lại đang chống anh ơi. Với lại mình sẽ đi mua em khóm nha mấy bạn. Về ép cho mẹ mình uống cho đẹp da với lại cho môi lên nào nha mấy bạn. Đó, kiểu vậy đó. Mình ăn cái món này chắc của thằng Tiên chắc cũng có miếng khóm mà. Mấy bạn mua hai trái khóm ha. Rồi ok, bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng mình bước theo cái phần đi mua khóm với lại đi mua thuốc huyết áp cho mẹ mình. Lớn tuổi rồi phải uống thuốc huyết áp nha mấy bạn. Để không mà nói chung là nguy hiểm lắm. Lớn tuổi là sáng cha mẹ mình là đều phải uống thuốc huyết áp hết nha các bạn yêu ơi. Bây giờ thì let's go. Quẹo quẹo đây, quẹo đây.
một hộp thuốc này đi con. Dạ. Không có thuốc này. Không có, bây giờ mình phải đi nhà thuốc khác thôi. Get go. Có thuốc này các bạn ơi, bây giờ chút xíu nữa mình phải đi qua Mai Linh mua mới được. Bây giờ tụi mình sẽ đi mua khóm trước nha. Ở chỗ trong này có bán rất là nhiều khóm luôn á các bạn ơi. Trời mưa nè, Như thấy nó động động cái khí ở trên cái camera không? Thấy không? Nè, thấy không? Trời mưa cái trời hầm á, cho nên là mình không có cái tủ chống ẩm, cho nên là lúc nào cái camera nó cũng bị động động cái khí ở trên đó mấy bạn ơi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Mình quẹo dưới đây nè. Đó, mình quẹo xuống. Chạy xuống con đường này sẽ có rất là nhiều chỗ bán khóm nha mấy bạn. Bây giờ từ chợ Thanh Trị chúng ta đã sang bằng qua tới chợ Mỹ Tho rồi nha mấy bạn ơi. Hay còn gọi là chợ Hàng Bông đó. Trường học Hoàng Quá Thám. Ô, bầu trời bữa nay đẹp trong xanh quá Như ha. Chỗ này làm gì sao? Chỗ này chuẩn bị làm bờ kè nè, thấy không? Ghê chưa? Uống u. Bánh mì bơ sữa. Hồi xưa chỗ này có rất là nhiều cây xanh là sầm uất luôn, mọi người bán hai bên đường luôn, nhưng mà bây giờ do làm bờ kè cho nên đã giải phóng hết một bên rồi. Ở đó không? Đúng rồi, cái chỗ bán khóm kia kia. Chính xác là chỗ bán khóm này rồi. Bán cho con hai trái khóm. Gọt rồi. 25.000 á. Dạ. Chỗ này bán khóm ngon ha, nhìn ngon hấp dẫn kìa. Bạch chí, bạch chí. Nghe Như. Rồi con cảm ơn. Sáng ngày hôm nay chợ rất là nhộn nhịp luôn các bạn. Một ngày không có mưa, bầu trời rất là đẹp, cho nên người ta đi chợ rất là nhiều. Và cá tôm bán khá là nhiều luôn. Ngày hôm nay mình không có làm về món hải sản, chứ mình thấy mà mình cũng muốn thèm á nha mấy bạn. Nhưng mà nó rất là nhiều đạm nha. Kiểu như mình ăn vô rồi nó chưa có tiêu thụ nữa là mình đã mập lên rồi đó mấy bạn. Với lại cơ địa của mình với Như thì mấy bạn cũng biết rồi đó, dễ mập nhưng mà khó ốm nha mấy bạn, kiểu như thế đó. Cho nên là bây giờ các bạn làm ơn góp ý cho mình một cái kiểu gì mà ăn kiêng mà trái cây hay gì đó mấy bạn. Hãy làm ơn giúp hai cái thân mập này đi mấy bạn ơi. Bây giờ Như nó đang chạy xe cực kỳ là căng thẳng luôn. Còn mình thì nói cái gì nó hoài luôn mấy bạn ơi. Cho nên là ok, bây giờ đi tìm cái tiệm thuốc tây để mua dĩ thuốc nữa rồi về nhà nha các bạn ơi. Bây giờ đèn đỏ nó hết chạy nhanh rồi, nó chạy từ từ các bạn ơi. Giống như tâm trạng đang tan chậm vậy đó. Ok mấy bạn ơi, mua được rồi. Ở đây cái gì cũng có hết trơn á, 108.000 hộp nè. Ok bây giờ về nhà thôi, let's go. Thế là đã xong một buổi sáng bình thường của tụi mình rồi đó. Nếu như mà bữa nào mà có đi chợ mua đồ ăn ẩm thực nữa thì mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem. Hôm nay thì mình sẽ không làm ẩm thực, cho nên mình chỉ mua đồ ăn cho một tiên thôi. Và bây giờ thì mình và bạn Caramel Như Ú TV này xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Buổi sáng đi chợ của mình và cuộc sống tẻ nhạt của mình như vlog bên cạnh Như Ú TV. Ok, nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ thả tim và nhớ bình luận lại cho mình biết để mình sẽ ra nhiều video thử thách cũng như là những video mà đi chợ như thế này cho các bạn xem. Các bạn muốn mình làm nội dung nào cứ để lại bình luận ở dưới và có thể đó sẽ là nội dung trong video tiếp theo của tụi mình đó. Còn bây giờ thì Như Ú TV và Quỳnh Như Vlog tẻ nhạt xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye, và các bạn nhớ bấm like cho mình.
Kinh hai, còn dạo bánh canh chưa đi nữa nè. Nói thiệt chứ mấy bạn nha, sáng nào hai đứa mình cũng chạy dắt chồng Mỹ Tho rồi mới về tới nhà hết trơn á. Bởi vì tôi ở bông đó, tụi bay đi chợ ở Huế, ở Hà Nội gì đâu không à. Ok, và bây giờ sẽ quay đường về nhà của mình. Ô, một pha qua lộ quá là nguy hiểm của ông chú đến từ không biết ở đâu hết. Ok, và let's go thôi mấy bạn ơi, let's get started.